dù quanh ta lòng người khó đoán, chỉ vì những hơn thua tranh giành ganh đua. Tận trong nơi bề dầu tâm tối, từng số phận đang khát khao. Nghe trong cơn bão dòng tiếng ai vọng vang muốn nói, hãy đứng lên và bước đi, xin yêu thương ghé qua ấp ôm tháng ngày băng giá. Cuộc sống này con chưa thấy Tăng đâu mà hai cha con mình đã căng rồi đó. Con thấy bao nhiêu kinh nghiệm, hay là ba dựng luôn cái khâu mà cầm tay chỉ dẫn công việc cho cô ta luôn đi. Ba đang làm mọi việc là vì sự nghiệp của con. Trong sự nghiệp của con không có mục tiêu, không có hạng mục, để con phải chịu trách nhiệm cho cô công chúa dè chài đó. Hả? Con nói cái gì mà lạ đời vậy? Sao lại có biệt danh là công chúa? Hay là con đang bày trò giễu cợt đây? Ở đời phải tích đức, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời. Ba ơi là ba, ba đánh giá cao về con rồi. Con không có sáng giá như Quỳnh Nga đâu, con cũng không có rảnh, con không có đủ sức để thiêu dệt. Sự thật 100% á, là ba đã rước một công chúa đời thường vào công ty của mình rồi đó. Vậy là ba an tâm rồi. Ba nói vậy là sao? Ba có khiếu cảm nhận, đánh giá con người không sai. Không sai chưa chắc là đúng đâu ba. Con nên hiểu rằng Quỳnh Nga nó không được may mắn có học hành như con, nhưng nó là một đứa thẳng thắn, nhiệt tình, siêng năng và chịu khó. Con hỏi thiệt ba nha. À mà thôi, con không có muốn can thiệp vào chuyện đời tư của ba đâu. Con nói gì? Ba không hiểu. Con cũng cần có thời gian, rồi từ từ ba sẽ hiểu. Con không muốn dính líu để cản trở tự do của ba. Cô ơi, cô cho tôi hỏi thăm một chút xíu. Có chuyện gì vậy anh? Dạ, một chút thôi cô. Cô ơi, cô cho tôi hỏi, đây có phải là phòng của chú Khoa không cô? Dạ đúng rồi. Anh tìm chú Khoa hả? Dạ, chú Khoa có gọi điện cho tôi qua mua cái tivi đen trắng á. Cô, hình như là nhà chú Khoa có cái tivi bự lắm phải không? Dạ, có cái tivi to đùng à, chiếm hết góc phòng, chật quá. Bán là phải rồi. Dạ, cảm ơn cô. Thiệt tình, cứ mỗi lần mà tôi tới á, tôi thấy ông cứ khóa cửa kiểu này á, tôi gọi điện ông không bắt máy là tôi đi về à, mà lần nào cũng vậy hết trơn á, bị hoài cho nên riết cũng quen. Mà cũng thiệt tình cô ha, không biết sao trên đời này có nhiều người họ thích lừa nhau, thích đùa nhau vậy cô ha. Nhà chú Khoa mới mua cái tivi màu, anh tìm đúng nhà, đúng người cần tìm rồi đó. Thiệt hả cô? Dạ. Vậy cô cho tôi hỏi,
Cô biết chú Khoa bán cái tivi đó bao nhiêu không? Dạ tôi cũng không biết nữa. Dạ tôi cảm ơn cô nghe. Dạ tôi về. Ủa cô ơi, cô ơi, cô bị gì vậy cô? Cô bị gì vậy cô? Em thấy đau quá. Cô bình tĩnh lại. Ôi trời ơi, sao xe lẹ xe lét mà lạnh ngắt gì nè? Em đau bụng quá. Có ai đây không? Cô cứu giùm tôi, phụ nữ có thai xỉu nè. Cô ơi trời ơi, gì kỳ vậy? Cô ơi, cô sao vậy nè, tỉnh lại cô ơi. Anh ơi, cho em chiếc taxi đi anh ơi. Tôi khu nhà trọ 147 huyện Tây Tú giúp giùm em một cái. Dạ. Cô ơi. Cô nè. Gì vậy? Cô làm quản lý mà không biết cái này là cái gì hả? Là sổ chấm công đó. Mỗi ngày cô điểm danh từng người, mỗi tháng dựa vào đó mà tính lương cho công nhân. Tôi... Cuốn sổ này là sinh mạng của công nhân, mỗi tháng dựa vào đó mà tính lương. Cô mà sai là không yên với họ đâu. Mọi người chú ý, tôi xin giới thiệu, đây là cô Nga. Kể từ bây giờ rồi, cô Nga sẽ là quản lý của khâu mua nguyên liệu. Chào cô. Chào cô. Chào mọi người. Chào cô. Nè, sao cô không giới thiệu đôi chút về bản thân cho mọi người biết đi? Hoặc là trước đây cô đã từng làm ở đâu? Tôi... Dạ anh. Anh này. Anh. Tôi. Tôi nhớ rồi. Nghe đâu á, từ trước giờ cô làm chủ dựa xóm Ve Chai kênh nước đen đúng không? Anh... Tôi đùa cho vui thôi. Cô làm gì nghiêm trọng vậy? Anh nói cái gì vậy? Thôi, mọi người làm việc tiếp đi. Dạ. Ở đây mỗi ngày sẽ làm việc 3 ca. Ca 1 là từ 6 giờ sáng tới 14 giờ trưa. Từ 14 giờ đến 22 giờ là ca 2. Còn ca 3 là từ 22 giờ đến 6 giờ sáng. Trong cuốn sổ này có đủ tên từng người, họ làm giờ nào, ca nào thì cô gạch chéo vào đó. Anh ơi, nhưng mà tôi chỉ làm khâu thu mua thôi mà. Làm sao mà tôi có thể quản lý cái chuyện chấm công cho nhân viên được? Anh nói cái gì mà chia ra 3 ca rồi 6 giờ rồi tới khuya gì? Vậy là có nghĩa là tôi phải ở đây từ sáng tới khuya luôn hả? Anh lộn người rồi, tôi không có làm công việc này được. Công việc của cô là như vậy, làm được thì làm, không được thì thôi. Xong. Bây giờ tôi lên văn phòng. Ở đây cô học thuộc hết tên mọi người, tôi sẽ kiểm tra sau. Nè, anh lộn người rồi đó, tôi không có làm công việc này được. Dạ em chào mọi người. Dạ chào cô. Em chào chị. Em mới vô làm á, có gì mọi người thấy em làm sai mọi người chỉ cho em nha. Được rồi. Chị hình như là chị tên Vân phải không? Đúng rồi em. Dạ em chào chị. Anh tên là Khanh. Dạ em chào anh. Chào em. Anh làm đây được mấy năm rồi anh? Anh làm cũng được 3-4 năm rồi em. Dạ. Anh ơi anh bỏ đi thuốc xuống giùm em đi. Anh ơi, anh làm ơn bỏ điếu thuốc xuống giùm em đi anh. Bỏ rồi bỏ.
Anh ơi, anh có biết nội quy ở đây là phòng cháy chữa cháy không vậy anh? Cháy thì kệ nó. Nè, anh đang nói cái kiểu gì kỳ vậy? Kỳ có cái gì? Tao thích thì kệ tao. Nè, tôi nói chuyện với anh đàng hoàng nghe chưa? Anh đang nói ngang ngược quá vậy. Ngang cái gì mà ngang? Tao thích hút đó. Rồi sao? Tao làm việc á, không khiến một đứa con nít như mày cai quản. Chẳng qua mày á, là một con ve chai mà thôi. Vậy mà mày làm, mày liệu hồn mày đến nhà mày? Không có chú Giang ở đây, mày đừng có giở trò hống hách với tao. Nè, tôi nói cho anh biết nha, tôi có hống hách hay không thì ở đây ai cũng thấy hết đó. Còn anh, anh làm việc ở đây bao nhiêu lâu rồi? Anh không biết được cái nội quy là không được để cho lửa gần ni lông hay sao? Gây ra quả hoạn ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Tao dư biết, nhưng mà tao thích làm đó. Rồi sao? Mày mà còn bếp xét nữa, tao tán vô mặt mày. Đánh tôi hả? Anh thử anh đánh tôi đi. Tôi nói cho anh nhớ nha, tôi là chị hai của xóm gia trai đó. Anh đánh thử tôi đi, coi anh có đường về hay không thì biết. Mày đừng tưởng được ông Giang ưu ái rồi mày lên mặt cho con. Chẳng qua mày xuất thân từ cái bãi rác mà thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Cậu ơi. Hả? Vợ cậu sanh con so hả? Cậu đừng có lo. Dạ. Một lát có y tá hướng dẫn cho. Cậu, thời buổi này á, cậu đừng có lo. Xuống căng tin á, là có đủ hết hà. Tả lót, quần áo em bé có đủ hết. Đúng rồi đó. Dạ, dạ cảm ơn cô. Alo, chú Khoa hả? Ừ. Con đủ nè chú. Cậu gọi là tôi nhận ra liền. Nhưng mà tôi bị bể bánh xe. Thành ra mới để tới giờ. Bây giờ tôi đang ở nhà, chừng nào cậu đến? Dạ, chú ơi, cô tới không được chú. Bây giờ con đang ở bệnh viện. Chú ơi, bây giờ chú vô với con nghe, con cần chú lắm. Bây giờ con không biết sao nữa chú. Trời đất ơi, sao chú có vậy, cậu bị gì? Dạ không, con không bị gì hết á. Con đang ở trong bệnh viện phụ sản á chú. Vợ đẻ hả? Thôi, rồi cho vợ đi. Chúc mẹ tròn con vuông nghe. Còn cái tivi trắng đen á, tôi hứa bán cho cậu. Khi nào cậu rảnh á, cậu ghé qua nhà tôi. Cứ lo cho vợ con đi nghe. Vậy nha. Chú. Alo. Trời. Khi không, tự nhiên dính vô chuyện gì đâu. Hốt hết luôn cho coi nè. Chắc mới đưa vợ đi lần đầu. Ừ, chắc vậy đó. Ờ. Nhìn ảnh lo lắng quá ha. Ờ. Hồ sơ bệnh án của ca mổ cấp cứu đã hoàn tất. Dạ. Anh ký vào biên bản rồi đi đóng viện phí nha. Cô, tôi đóng tiền đủ rồi mà cô. Anh chỉ đóng tiền tạm ứng nhập viện thôi. Còn đây là chi phí để phẫu thuật mà anh. Trời, thì phẫu thuật thì cứ phẫu thuật cô ta đi. Tôi có liên quan gì đâu, bắt tôi ký cam kết làm gì trời. Anh, sao vậy? Anh là người đưa cô ấy vào đây mà. Thì, bác sĩ nói là phải phẫu thuật gấp mà. Thì đúng là tôi đưa cô ấy vô trong này. Nhưng mà tôi đâu có làm gì cổ đâu. Sao tự nhiên bắt tôi chịu trách nhiệm? Thôi, tôi không chịu trách nhiệm đâu nghe. Anh ký liền đi anh, không nên chậm trễ. Bác sĩ chẩn hồi lâm sàng có kết luận là có dấu hiệu nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con đó anh. Anh không nên trốn tránh trách nhiệm đâu anh.
Anh, tôi không có nhiều thời gian để giải quyết những thắc mắc của anh đâu. Nhưng mà anh nên biết á, vợ con của anh á rất là may mắn, là bác sĩ đạt danh hiệu bàn tay vàng đó. Rồi, ký thì tôi cũng ký rồi, đóng tiền thì cũng đóng tiền rồi. Vô phẫu thuật đi. Cô ơi, giờ cô cho tôi về nghe. À, anh ơi. Hả? Bệnh viện còn gọi là nhà thương, với những người hành nghề lương y như từ mẫu chúng tôi á, sẽ hết sức tận tình chăm sóc bệnh nhân, trong đó có vợ con anh. Anh cứ yên tâm. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, trăm sự nhờ dạ cô rồi. Dạ, tôi về nghe cô. Dạ. À, anh ơi. Hả? Ủa, anh về hả? Dạ. Ca phẫu thuật đang tiến hành, một chút xíu nữa anh sẽ nhìn được con, thấy con anh rồi. Ủa, đẻ lẹ dữ rồi. Phẫu thuật mà anh. Có con nít luôn hả? Ừ. Chắc lần đầu anh làm cha đúng không? Cho nên hơi lúng túng đúng không? Anh về kêu bà ngoại hay bà nội hay người nhà vô cũng được. Dạ. Gọi cho bà nội hoặc bà ngoại của mình. Ủa chi vậy trời, có liên quan gì đâu. Cậu cậu ơi, cậu tính về thiệt hả? Dạ, tại sự việc nó xảy ra bất ngờ quá, cô không biết phải làm sao hết á. Mà giờ mổ cũng đã mổ rồi. Giờ tội quá. Thôi, đẹp quá. Chắc lần đầu đưa vợ đi đẻ. Cậu ơi, vợ cậu sanh con phải mổ cấp cứu hả? Thôi ráng chờ đi nha. Ủa, vậy là mình phải đợi nữa hả chị? Chắc em đợi không được quá. Lo gì, sanh mổ bây giờ an toàn. Chứ sanh thường hả, cái đầu nó dài như là dưa hấu Thái Lan vậy đó. Cậu ấy đang lo mà chị hả còn nói đùa nữa. Em ráng ở đây chờ đi, về nhà hả còn lo hơn nữa. Dạ. Ủa chị, chị cho em hỏi một cái, người ta bắt con nít ra rồi, rồi tiếp tục người ta làm cái gì nữa hả chị? Vợ cậu á thì sẽ ở phòng hồi sức, còn em bé thì ở phòng dưỡng nhi. Sau khi thể trạng á được hồi phục rồi á, thì có tiền á thì ra ở phòng dịch vụ, rồi ở vài ngày. Chị ơi, thí dụ mình không có tiền á, thì mình ở đây mấy ngày mình được về hả chị? Ở ngày nào á thì tính tiền ngày đó, không có biết trước được đâu. Nhưng tụi tôi cũng đâu phải là y bác sĩ sản khoa. Người trẻ khỏe như cô gái Hà Lan á thì ở 3 ngày. Hôm bữa có đứa học sinh sinh viên á, chữa quan, sinh non, nó đòi về trong ngày à. Con gái bây giờ gan thiệt á, bất chấp hậu quả. Thân ai nấy lo, phận ai thì nấy hưởng. Có người mổ xong á, nói chuyện leo lẻo, tự nhiên cái sốt cao à, phát hiện nhiễm trùng, rồi lại mổ lại, rồi chết ngắt. Rồi. Dạ, nếu mà nói vậy, cứ mỗi lần mà đẻ thì tội nghiệp phụ nữ quá mấy chị ha. Còn tệ hại hơn nữa kìa. Vợ thì mang nặng đẻ đau, còn chồng mình á về tới nhà nhậu nhẹt say xỉn còn gái gú nữa. Ủa chị, hình như cái chuyện mà chị đang nói giống như là chị đang ám chỉ tôi vậy đó. Tôi nói cho mấy chị nghe nghe, tôi là người đàng hoàng à, tôi không có gieo gió đâu. Tự nhiên tôi gặp chuyện vậy á. Ráng ở có đức á thì con nó nhờ. Không phải, tôi mới gặp cô ta lần đầu tiên à, rồi tự nhiên cô ta xỉu, không lẽ tôi bỏ đi thì sao đành. Cậu này lạ đời thiệt á. Vợ con mình đang thập tử nhất sinh, cậu quăng vô đây rồi bỏ đi đâu? Ăn ở cho có đức chút đi. Bởi vậy người ta nói á, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển á mồ côi có mình à. Đúng rồi. Xin mời người nhà của Nguyễn Ngọc Đủ vô gặp con trai. Ủa, sao cậu đứng chần chừ vậy? Con trai của cậu á đâu phải con của hàng xóm đâu, mà sao cậu không vui vậy? Chúc mừng nha. Sanh con trai á, sanh con trai á là chắc ăn như bắp rồi. Chúc mừng nha. Là có người nói giỡn trong đường thôi ha. Vậy mà lù đù có ông từ đồ mạng. Mà anh vô không từ đồ mạng đó qua còn nguy hiểm hết.
em vui chứ chị? Vui quá trời vui luôn. Xin chúc mừng. Chúc mừng nha. Chào mấy đứa. Chào chị Huỳnh nha. Chào chị Nga. Chào Lan. À, đẹp quá ta. Nè mọi người, à, có gì á, anh Trắng với lại chị á sẽ lo khâu sản xuất nguyên liệu với lại khâu xuất đi. Và đây là Lan nè. Lan ở đây rất là thạo việc. Có gì á, Lan với lại Mỹ nè thay phiên nhau hướng dẫn. Mọi người ráng á làm sao cho thành thạo nha. Dạ. Được không mấy đứa? Dạ. Chỉ cần chịu khó và nhẫn nại thì sẽ theo đuổi được công việc này thôi. Ổn định cuộc sống và thu nhập sẽ nâng cao theo sản lượng. Chắc do ông trời thương tình dẫn dắt đưa mình đến đây để được bà con che chở, đùm bọc. Coi như vậy em mới thoát được mấy tên ác nhân đó. Em thấy chị Tuyết cũng có qua tay. Với lại mặt hàng này cũng đang thu hút du khách nước ngoài nữa. Phải chi chị gặp Lan sớm hơn. Chị bôn ba gặp nhiều lận đận, số phận đưa đẩy đến nỗi thương tích đầy người, trốn chui trốn nhủi đến đây. Vài bữa nữa chị Tuyết mà hết vết thương rồi á sẽ xinh đẹp như nàng Bạch Tuyết vậy đó. Biết đâu chị vui trở lại như thời sinh viên thì sao? Ừ, phận ai nấy hưởng. Thời ấy chưa kịp vui thì chị đã gãy gánh tan tành rồi. Giá như chị... Nè, em sao vậy? Em cứ an tâm đi, ở lại đây nè. Em nhìn em đi, vừa trẻ trung mà vừa xinh đẹp nữa. Làm lại cuộc đời mấy hồi chứ. Có anh Trắng với chị Nga bảo đảm rồi. Chị ráng làm tốt công việc của mình cũng đủ sống, rồi từ từ mình làm được cuộc đời vui lên mấy hồi. Được vậy thì mình đỡ khổ rồi. Thiệt tình á, chị đang nơm nớp lo sợ tai ương, còn đang rình rập mình. Nhưng chị cũng thấy ấm lòng vì được bà con ở đây đùm bọc. Trời ơi, má Sáu. Ngọn gió ngồi nào mà đưa má Sáu tới đây vậy? Má Sáu ngồi chơi đi. Lấy ghế Sáu ngồi em. Tao hết rượu rồi, ở nhà thì cũng bất rứt. Tao tính tao đi luôn rồi, mà thấy có con Quỳnh Nga tao ghé thì tao chơi. Ủa mà con nhỏ nào nó ngồi đây mà thấy cái mặt quen quen quá. Sáu, Sáu ngồi đi. Sáu không nhớ con hả? Con là Tuyết nè. Hôm bữa con tới nhà Sáu hỏi thuê nhà chị Liên đó. Sáu nhớ chưa? Trời ơi, mà tôi bay mở cái này ra hồi nào mà không hú mọi người để mọi người ra đây mừng khai trương với tôi bay. Trời ơi Sáu, bộ Sáu biết chuyện gì hết hả? Vậy gì? Cái chỗ này là ông Trắng, con của Sáu đó. Ông hùng một tay gầy dựng nên, tạo công ăn việc làm cho chị em với lại mấy đứa con nít hai xóm nè. Ủa, con trai tôi là thằng Trắng mà cũng có phần nữa hả? Chàng ơi, biết mà hùng hạp làm ăn chính chắn đàng hoàng vậy đó hả? Vậy mà không biết kêu tôi để tôi mừng nữa chứ. Thiệt tình á, là Sáu khéo sinh, khéo dạy con nữa. Bởi vậy ngày nào anh Trắng cũng là người tài trợ chính cho Sáu nè. Vậy mà không biết nó học cái sách của ai nữa mà nó đòi cắt cửa rượu của tao nè. Bà Sáu, bà Sáu vô đây để con bày cho bà Sáu làm mấy cái này nè, cho khỏi bức rứt, khỏi mắc công mang nợ ai, bà khỏi bị anh Trắng thằng nhằn nữa. Đâu mày nói gì mày nói thử cho nghe coi. Nói coi. Dạ. Bà Sáu bỏ rượu đi. Trời đất Phật ơi, mấy chục năm tao uống rượu giống như thay nước rồi mà bây giờ nó kêu tao bỏ, làm sao tao bỏ được hả tụi bay? Sáu, 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 Sáu. Bây giờ con nói cho Sáu nghe ha. Bây giờ Sáu bỏ rượu đi, con đảm bảo với Sáu là Sáu không có buồn đâu. Để con về con nói với ba con á, là mỗi đêm qua dạy cho Sáu hát đờn ca tài tử là Sáu hết buồn ha. Cái con nhỏ này nó nói hay nè.
nè nghe. Con Quỳnh nghe mà chịu lấy thằng trắng của tao hả? Thì tao cưới liền, rồi tao bỏ rượu luôn, giảm hồn. Thôi nha, con có dở mấy chuyện đó rồi nha. Sáu này kỳ quá à. Nè, mấy đứa lại nói chuyện với Sáu nha. Chị đi á. Con nhỏ này nó ngộ thiệt. Nó không biết sợ ai, nó không ngán chuyện gì khó hết á. Vậy mà nói tới chuyện hôn nhân là nó bỏ chạy mất tiêu à. Bà Sáu á, nói y chang tía con vậy đó. Chắc là nôn có cháu nội ẩm rồi. Vậy là chỉ cần anh Trắng với lại chị Quỳnh Nga ưng một phát là tụi mình có tiệc ăn mừng ngay. Ê. Dạ. Tao đã sắm cái tường nó lâu rồi. Tao chỉ cần chờ đào kép tránh một cái là tao kéo màn, tao đưa tụi nó lên sân khấu. Đúng không? Đúng không? Đúng sao không? Mà công nhận á, chị Quỳnh Nga với lại anh Trắng xứng đôi thiệt á. Sao ha? Ừ. Mình á thì mình thấy xứng, nhưng mà tụi nó cứ hẹn lần hẹn lựa hoài, ngày này qua tháng nọ rồi cái thôi mày ơi, duyên nợ sượng sùng hết trơn rồi. Bà Sáu, khi nào đám cưới nhớ mời con nghe. Tao mời hết, tao cho tụi bay tới dự tiệc hết. Thôi bây giờ để tao đi mua rượu nha. Lấy cửa rồi. Em làm được không chị chỉ cho. Mỹ nè, chị thấy á, tư duy phản biện của em á, linh hoạt và hài hước ghê luôn á. Là học sinh Việt Nam thì phải học giáo trình của Việt Nam. Em mà phản biện linh tinh hả, bị đánh rớt. Đừng đổ thừa chị á nha. Em biết rồi, đó thì chỉ là tranh luận hay lề thôi. Chứ mà khi đi vô phòng thi á, em phải căn cứ theo tiêu chí của bài thi và phải có bài bản chứ. Nhưng mà em muốn gửi gắm thêm những cái luận chứng cá nhân của mình, chị thấy sao? Thì ngẫu hứng lý qua cầu thôi em. Em có thể thêm, nhưng mà phải nhớ nắm vững căn bản của phương pháp luận, kỹ năng viết, tích lũy vốn sống. Đặc biệt á, không được học tủ đó nha. Mỹ. Dạ. Em sao vậy? Sao tự nhiên lo ra vậy? Anh hai của em đi đâu mà lâu về quá. Thôi làm tiếp đi chị. Ủa mà chị nói tới đâu rồi ta? Đó, chị cũng lo ra mà chị nói em. Mà chị thấy hôm nay em có vấn đề á nha. Chuyện cơm áo gạo tiền đã có anh hai em lo hết rồi. Em lo nghĩ gì nữa? Hay là em bị tiếng sét ái tình với anh nào rồi đúng không? Không phải em, mà là anh hai về rồi. Anh hai, chị Thủy qua đây làm thủ công mỹ nghệ với em nè. Dạ, em chào anh Đủ. Chào cô Thủy. Thôi em học tiếp đi. Dạ. Anh hai, giờ em học một ngoại ngữ nè. Anh hai ở lại học với hai chị em luôn cho vui. Mai mốt anh hai ra chợ dây chai, có người nước ngoài thì anh hai không cần em phải thông dịch nữa. Vậy hả? Thôi khỏi đi. Để anh cứ quơ tay quơ chân, chắc tụi nó cũng hiểu mà. Anh Đủ. Ừ? Hôm nay anh không được vui hay là anh không khỏe vậy? Không có gì đâu cô Thủy, tại tôi thấy hơi mệt trong người tí xíu. Thôi cô Thủy cứ ngồi chơi với bé Mỹ ha. Tôi xin phép tôi vô trong có chút việc. Dạ. Mỹ nè. Dạ. Hình như là anh Đủ đang giấu giếm chuyện gì lạ lắm, em biết không? Để em đi hỏi cho. Thôi. Hả? Để anh Đủ bình tâm lại rồi á, từ từ kể cho mình nghe. Chị rất là tâm lý chiến, em rất là thích chị. Dường như tâm trạng anh Đủ đang rất bất thường, dường như chị cũng rất là lạ đó. Thôi đi cưng, đang học nghị luận chứng minh á, phải có dẫn chứng chứ. Em á, lúc nào cũng chủ quan, cứ dường như hình như. Em bị cô giáo Thủy đánh rớt á, lúc đó hả, đừng có hòng xin phúc khảo, biết chưa? Thôi để chị về. Em ở lại coi anh Đủ đi, chị về nha.
Dạ. Ba em. Chị Thủy về. Ừ. Chị về nha. Dạ chị về. Anh hai, em sẽ mét với tí vụ này. Tí sẽ lên đây ngay. Mày định mét tí vụ gì? Anh làm gì thấy ghê vậy? Em chỉ giỡn thôi mà. Giỡn cái gì mà giỡn? Anh hai đang đầu thúi ruột cơ nè. Anh hai không thấy chị Thủy quan tâm tới anh hả? Quan tâm thì sao? Mày đó mò trất quốc à. Không ai mượn, không ai mướn, không ai cần mày lo. Mày cứ lo học đi. Lo thi đậu giùm tao một cái. Mày mà lơ tơ mơ thi rớt á thì tao tống cổ mày về quê với tía bây giờ. Anh hai, sao vậy? Tự nhiên nổi quạo với em à. Anh không thấy em học ngày học đêm hả? Tự nhiên giận cá chém thớt. Anh có dám giận ai đâu. Hay là anh hai mua nhầm đồ giả đồ dởm đúng không? Anh bị người ta móc túi hết bao nhiêu tiền trong ngày hôm nay rồi. Ê, cái con nhỏ này. Mày mà biết cái gì đâu mà mày nói. Hay là anh có điều hệ trọng gì muốn chôn giấu hả? Mày chôn sống anh được không? Anh đang sống dở chết dở đây nè. Trời, anh hai nói gì nghe nổi với gã trơn vậy? Chắc em vô dụng đúng không? Nhưng mà em có ý này, em sợ anh hai bác bỏ thôi. Thì mày cứ nói thử coi. Mày cứ lọc vòng hoài. Anh hai nè, hay là anh thử tỏ tình với chị Thủy đi. Trời đất quỷ thần ơi. Anh hai mày chưa tới mức bị khùng nha. Mà chuyện này anh hai mà nói chắc là cô Thủy không dám qua đây nữa đâu. Vậy là anh chưa chịu bỏ cái tật khoái ôm đồ cũ đồ hư của người ta bỏ đi hả? Dù cảnh ngộ nào thì anh cũng nhìn thấy tất cả đều có giá trị cơ bản, tùy vào từng người, từng thời điểm, kể cả những thứ mà người ta đã dứt đi. Kể cả trong chuyện tình cảm, tình duyên và hôn nhân luôn hả? Con nhỏ này. Vậy là cuối cùng mày tính gài bẫy anh hai để cho anh hai tự thú có đúng không? Vậy là anh hai có chuyện gì chôn giấu em nè. Anh dính thêm một người thứ ba chen vô giữa anh và chị Thủy đúng không? Coi vậy mà anh hai đào qua dễ sợ hen. Đào qua gì em ơi. Coi bộ phen này á, anh hai mà chết chắc rồi. Alo, em nghe nè anh. Công việc của em sao rồi? À, tiến triển tốt anh. Mai em về. Bây giờ em đang họp với đối tác. Vậy ha? Ừ, anh biết rồi. Vậy em hãy giữ gìn sức khỏe nghe. Bye anh. Anh đúng là con bạc khát nước mà. Em bây giờ chỉ muốn nhảy xong. Đừng có nói bậy. Anh đang suy nghĩ nát óc đi. Tuy là chung xuồng nhưng anh không để nó chìm đâu. Thằng cọc méo. Mẹ nó. Tao nghe đây, mày đang ở đâu? Tao đang ở khu rừng mình đã tới. Khó khăn lắm tao mới tới được đây nè. Để tao giải thích sau đi. Bây giờ nó ghét còn lại là tao đã phát hiện được cái người dưỡng Khấu Thiền Thành rồi. Tao tắt máy đây. Em thấy chưa? Sao mình thua dễ dàng như vậy được? Mình hiểu làm thằng con béo rồi. Em phải tin anh chứ. Thằng
lúc trước mà diễn giỏi như vậy thì hồi thi vô trường điện ảnh tao có rớt tới 2 lần. Khát nước quá. Trời ơi, hết nước luôn rồi đây nè. Ước gì bây giờ mình có ly nước mía ha. Trời ơi, khát quá à. Tao cũng khát quá à. Hả? Hả? Ê, gì vậy? Con tao lượm được cái gì vậy? Vậy? Ê, gì vậy? Gì vậy? Gì ở trọng vậy? Có ai vậy? Không biết nữa. Giấy tờ không hà? Mà mình đâu có biết đọc chữ. Ê, ừ, không một đứa biết đọc chữ. Ai? Thằng Sáng. Sáng, mày đọc đi. Mày đọc, mày đọc đi Sáng. Đọc, ờ, đọc Sáng. Mày đọc đi Sáng. Có gì không? À, là cà vạt xe với lại chứng minh nhân dân. Quay, tụi bay biết còn gì nữa không? Dạ, còn gì? Gì? Tàn, 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 tàn. Nhưng mà tụi mình biết tính làm sao bây giờ? Ờ ha. Giấy tờ thì tụi mình không cần đâu. Nhưng mà 50 ngàn thì tụi mình xài được á. Tụi bay làm tao nhục nhã quá. Tụi mình có tiền rồi mà sao không chịu trả chứng minh nhân dân cà vạt xe cho người ta? Ờ ha. Nhưng mà biết người đó ở đâu? Có gần ở đây không? Với lại còn có 50 ngàn, không biết có đủ tiền xe không nữa. Tao, bé Nhi sẽ chịu trách nhiệm đi vô bưu điện. Biết đâu trời cao có mắt á, Thương Tình cho tụi mình nhiều tiền với lại còn lượm được nhiều hơn nữa. Đi đi, quyết định đi đi. Thôi thôi, tụi bay đi thôi, để lên tụi bay. Alo. Alo, tao có tin mới đây. Mọi chuyện sao rồi? Tao đã tìm ra người sở hữu thật sự khối thiên thạch, nặng 1,8 kg. Cụ thể là gì? Mình cùng nhau ra ngân hàng với người của họ, mở một tài khoản chỉ 10 tỷ. Họ sẽ cho chúng ta xem khối đá quý này tại Sài Gòn. Mình thoải mái mời chuyên gia giám định. Giá họ đưa ra là bao nhiêu? Họ ra giá khoảng 45 triệu đô la. Họ chỉ đợi trong vòng 15 ngày. Ok. Có gì tao liên lạc với mày sao? Ok. Bây giờ em tin sao? Một câu hỏi khó mà trả lời. Tới kìa tụi bay. Ê, tới bưu điện gì kìa. Để lên, tụi bay đi theo tao vô ngoài bưu điện để làm thủ tục. Trời đất, cha sanh mẹ đẻ tới giờ tao có bao giờ vô mấy chỗ này đâu. Mà này Sang, mày có chắc cái 50 ngàn là đủ không vậy? Tao thấy ai vô đây á cũng sang sến chúa. Tụi bay nhà quê quá à. Đi theo tao vô chỗ làm thử đi rồi biết. Hey, coi bộ thằng Sang nó đành mấy vụ này hen. Tao đã từng vô đây với ba rồi. Ba nào vậy ba? Tao nghe nói mày một coi cha mẹ được anh trắng lượm về. Ờ đúng rồi. Đứa nào nói tao không có ba. Quên đi, dính tới mày á rắc rối. Mày đâm hơi quá ha, định gây gỗ với nhau hả? Tao thấy xem như bé Nhi á lượm được của ngươi, có vô hay không á là toàn quyền nó quyết định à. Mà tao nghĩ tụi bay nghĩ thử coi, tụi mình bận đồ lôi thôi lết hết như vậy vô trọng, có sợ người ta bắt tội mình móc túi hay là ăn cắp gì không vợ? Em thấy chị Nhi nói đúng á, cách tốt nhất á là mình lấy tiền rồi ném cái ví đi cho xong là khỏe mà.
Ê Sang, mày có tài lanh á thì á mày đi lãnh cái rắc rối này đi ngang. Còn tao không có rảnh mà mang cái ách này vô cổ. Tao mắc cười nha. Tao dốc túi cho tụi bay mới vũ nước mía xong, bây giờ tụi bay mạng ra mạng vô hả? Tụi bay á không đi thì thôi, tao sẽ đi trả tiền cho người ta. Với lại nhà của người đó cũng lên quanh khu vực này thôi. Mày có trả 50 ngàn cho người ta không? Hay mày dở trò mày giếm luôn? Tôi đấm vô mặt mày giờ luôn. Ê, mày dám nghĩ tao xấu à? Giờ tụi bay tính sao? Đang yên đang vui tự nhiên gây gỗ đánh nhau à? Bây giờ tao lượm được cái ví này, tao muốn đi theo thằng Sang. Thằng nào đi theo á thì bước qua đây, còn không á hả thì giải tán. Mày nói tao nghe được. Còn thằng Sang nữa, mày còn nói nữa tao cho mày ăn đấm. Thôi, có cái chuyện nhỏ xíu như cơn thỏ mà tụi bay làm rắc rối thêm à. Thôi tao đi múc bọc mi lông đây. Ừ, mình đi tụi bay. Không thôi đi, thôi được cái bóp đi. Bự hơn cái bóp của mày nữa đó. Ừ. Hả? Đi. Thôi đi. Dẹ đi. Đi. Sạc 30. Đúng rồi. Ừ. Căn nhà này đẹp quá ha. Ừ. Ê, mày gõ cửa đi. Tao chỉ mày gõ nè, mày lấy cái này mày đập vô. Ừ, tao biết rồi. Mạnh lên người ta mới nghe. Mày đó. Hả? Tụi bay mới vừa gõ cửa phá nhà tao phải không? Đi đi. Ông không nghĩ gì mà đuổi tụi mình như đuổi tài á. Làm như tụi mình làm gì bậy bạ lắm vậy. Ừ. Thôi mày dục cái bó này vô trỏng cho ổng đi. Ừ. Để tao. Nè, sao hai đứa bay còn đứng đó nữa? Chưa chưa đi nữa. Nè, mày xử lý vụ này đi. Tụi con gõ cửa là có chuyện tốt. Phải này của chú không? Ủa, cái này của tao mà. Tao cớ mất mấy bữa nay rồi mà sao tụi bay có được vậy? Hay là... Hay là sao? Ý ông nói tụi tôi ăn cắp á hả? Còn quyên trả 50 ngàn ở trỏng á. Giỏi quá ha, lý sự nữa. Bây giờ muốn giục bao nhiêu? Tao cất công nghe lời mày đi tìm người mất của. Ai về? Ông không hiểu chuyện gì hết trơn. Đó, mày sáng mắt ra chưa Sang? Ờ, tại mày đúng không? Tao sáng mắt rồi. Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày và giấc mơ đang dần lớn lên. Những giây phút trong đời vì mưu sinh hay bao thăng trầm, trái tim vẫn vô tư hồn nhiên. Ngày tháng sẽ đưa em về đâu, về nơi những ước mơ tỏa sáng, ôm ấp những khát vọng để vượt qua bao nhiêu khổ đau. Một ngày mai nhìn lại chuyện quá. Vì em đã ước một điều, vì em đã trông mong biết bao điều. Dù cho màn đêm tăm tối buồn quên bên mình, nguyện cầu sao băng lướt qua, đặt niềm tin cho một ánh sao và sẽ nhân chứng cho trái tim luôn vẹn nguyên và mơ.